Vapadang nathi samano nathi bahire ba pancha virata pacha nepa pancha pathagata. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, Như Lai hí luận sạch trơn sạch lào. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 254 ạ. Akasewa padang nathi Samano nathi bahire ba pancha birata ba cha nip ba pancha tathagata. Akasewa padang nathi Samano nathi bahire ba pancha birata ba cha nhiếp ba văn cha tà tha gia ta. Hư không không dấu vết, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À ca sê qua bà đăng nát thi sa ma nô nát thi ba hi đề bà băng cha bi ra ta ba cha nếp ba băng cha ta tha ga ta. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, Như Lai hí luận sạch trơn sạch lào. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới. Dạ con đã kể xong ạ. Cảm ơn chị Rạng Đông đã viết bài. Con xin gửi hết lại cho chị Cẩm Vân ạ. Sa thú sa thú xích trần đạo nam mô tha giá nam mô tham ma giá nam mô sân kha giá. Con kính lãnh lễ đức phật, con kính lãnh lễ giáo pháp, con kính lãnh lễ đức tăng, con kính lãnh lễ thường tọa minh hạnh cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 254. Akase quá phá đăng nát thí sa sa ma nô na thí ba hi re pa pan cha pi ra ta pa cha ni pa pan cha ta tha ga ta a ca se wa pa đăng na thí sa ma nô na thí ba hi re pa pan cha pi ra ta pa cha Nipa pancha tatha gata akasewa padang nathi samano nathi bahire pa pancha pi rata pacha nipa pancha tatha tha gata. Hư không không dấu vết, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận, Như Lai hí luận trừ. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, Như Lai hí luận sạch trơn sạch lào. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cộng nhân mến mời bàn tay của Sức Tuy Năng. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính chào đại tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 254. Akasewapadang natthi sammano
nan thi ba hi re pa pan cha phi ra ta pa cha nip pa pan cha ta tha ca ta. Hư không không dấu vết, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận Như Lai. Hí luận từ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Akase wa padang nan thi samano nan thi pa hi re pa pan cha phi ra ta pa cha nim pa pan cha ta tha ga ta. Akase wa padang nan thi samano nan thi pa hi re pa pancha phi ra ta pa cha ni pa pancha tan tha ga ta. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, Như Lai hí luận sạch trơn sạch lào của Hòa Thượng. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bức Tha Giá, Tham Ma Giá, Nam mô Tham Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Minh Mẫn, kính lễ quý cô Tu Hồ Như Pháp và thân cha quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn cô Như Pháp biết nghe rõ. Dạ, thiền năng nghe rõ. Dạ, bây giờ thì dừng xin kể kinh Pháp Cú số 254. Akase wa padang na thi samano hire barancha virata pacchani babancha tathagata. Akase wa padang na thi nanti hire ba panh cha phi ra ta pa cha nip ba panh cha ta tha ga ta. A ca te qua ba đằng na ti sa ma no nắp thì pa y đề banh ba panh cha phi ra ta ba cha nhịp ba panh cha ta tha ga ta. Hư không không dấu vết, ngoài đây không sa môn, chúng sanh thích hí luận Như Lai hí từ của thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, chúng sanh hí luận đa ngôn, Như Lai hí luận sạch trơn sạch lào. Phổ thơ Hòa Thượng Như Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ ok, cô Như Pháp. Dạ, đã thấy tín hiệu. Nha, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và cảm ơn cô Giảng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Mẫn vừa quan năm vào đạo tràng. Như Pháp kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào đạo tràng và cảm ơn cô Giảng Đông cho bài học. Và con xin được ôn bài Pháp Cú kinh số 254. A ca se qua bát đằng nạp thi sa ma nô nạp thi ba hi re ba man cha phi ra ta ba cha nip ba man cha ta tha ga ta. A ca se qua bát đằng nạp thi sa ma nô nạp thi ba hi re ba man cha phi ra ta ba cha nip ba man cha ta tha ga ta. Hư không không dấu vết,
Đại không sa môn, chúng sanh thích hy luận, Như Lai hy luận trừ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. À cả ba bản na thi sa ma no na thi đề ba bản cha phi ra ta ba cha niệm ba bản cha ta tha ga ta a ca se wa ba da na thi sa ma no na thi bản cha phi ta niệm ba ta tha ga ta. Hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có sức trần sa môn. Chúng sanh luận đa ngôn, Như Lai hy luận, sạch trơn sạch lào. Và đây là bản hộ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Nam Bích Tha Giá. Và con kính bạch đại đức Minh Mẫn. Và con đọc hai lần, kể hai lần, mà cũng chưa có thấy vị nào mới vào đạo tràng. Và trong đạo tràng thì bây giờ cô đã ôn bài rồi. Dạ sư có sẵn sàng không ạ sư? Nếu có thể sư cho con một tín hiệu để con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư sớm mấy phút ạ. Tại sao sư sẵn sàng hay là chưa? Sư đưa tín hiệu lên con không hiểu ạ. Alo alo. Vậy thôi con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư ạ. Dạ sư có ơn tri ân sư. Dạ sa thủ lành thai, như pháp kính cảm ơn cô tu nữ tỷ Tina, cô Cẩm Vân, cô Trần Đạo, cư Sản Đông đã hoan hỷ lên ông bài pháp cứu kinh số 254. Dạ cảm ơn cô Đặng Đông đã. Bây giờ như pháp kính mời đạo tràng cùng với như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ sư hoan hỷ cho nghe sư. Sư đọc từ vựng với lại cái câu mà giảng chậm một chút xíu để cho con có thể gõ kịp. Con MC giỡn với sư hoan hỷ cho con. Đọc nhanh quá con không có gõ kịp ạ. Dạ bây giờ như pháp ràng cũng dễ như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Samma sambuddha asa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddha asa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh nghiệp bộn bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trí rảnh ra não phiền kết vô sân tham nhiều nghe chánh pháp như người về được tuệ vô biên được đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo hoa quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành ngưỡng mong chấp thịnh hành ngưỡng cầu tam bảo ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ dạ đạo tràng tịnh thành kính đảnh lễ tịnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng sự bị nghĩa câu pháp quốc kinh trăm năm. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân bích sư. Dạ sa thú lần thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo.
Kính đảnh lễ Thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Hôm nay không biết có sự kiện gì đặc biệt ở bên ngoài không ha, mà thấy bà con vô room hơi ít. Kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú. Bài học hôm nay chúng ta học là câu kệ Pháp Cú số 255, được các MC post lên ở trên room. Câu kệ này có 4 đoạn. Trước khi bước vào phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi, chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần. Đoạn 1 của câu kệ: Akase Wapadang Nathi. Akase Wapadang Nathi. Đoạn thứ 2: Samano Nathi Bahire. Samano Nathi Bahire. Đoạn thứ 3: Sankara sasata nathi. Sankara sasata nathi. Đoạn thứ 4: Nathi buddha nang incitang. Nathi buddha nang incitang. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất, chúng ta thấy có 3 từ. Từ đầu tiên, Akasewa. Đây là một hợp từ, chúng ta tách ra Akase cộng với là Iwa. Iwa hoặc là Iwa hoặc là Ewa cũng được. AKC là AKSA mà chia theo các thứ 7 số ít. AKSA có nghĩa là hư không mà chia theo các thứ 7, thì thành ra mình thêm cái trạng từ trên trong tại. Thì ở đây AKC trong cái đoạn này á, thì AKC có nghĩa là trên hư không hay là trong hư không. Còn chữ e quá hay là ý quá ở đây đó, chúng ta không có cần dịch nghĩa. Cái từ này thêm vô để cho đủ âm. Chúng ta thấy AKC quá là 4 âm nè. Và đã 2 âm, nắp thứ 2 âm nữa, tổng cộng có 8 âm. Mỗi một đoạn chúng ta thấy đều có 8 âm. Thành ra chữ e quá hay lý quá đây chỉ thêm vô thôi, chúng ta không lấy nghĩa. Từ thứ 2, bá đăng là bá đá chia theo đối cách. Dạ xin lỗi với quý vị, chữ bá đá là danh từ trung tính, ở đây chia theo chủ cách. Cái động từ nách thí đó là một trong những cái động từ đặc biệt. Thành ra cái túc từ của cái động từ này đó cũng được chia ở chủ cách. Chữ bá đá đây là danh từ trung tính chia theo chủ cách số ít. Thành ra nó có cái hình thức là bá đăng. Bá đăng là dấu chân hay là dấu vết. Từ thứ 3, nách thí, đây là động từ có nghĩa là không có. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ 2. Đoạn thứ 2 chúng ta thấy có 3 từ. Từ đầu tiên, Samanu. Samanu là Samana, chia theo chủ cách số ít.
Samano dịch âm đó là sa môn. À, mà còn dịch nghĩa là cái gì kìa? Dịch nghĩa đó, mình dịch đó là bậc tịnh hạnh. À, mà thông thường đó, mình biết cái từ Samano đó là sa môn. Rồi từ thứ hai, nát thí, đây là động từ không có, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Từ thứ ba, ba hi rê là ba hi rác. À, chia theo cách thứ bảy số ít. Ba hi ra là bên ngoài. À, thành ra ba hi re là ở bên ngoài. À, thêm vô cái trạng từ ở. Ba hi ra là bên ngoài. À, chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên Sankhara. Sankhara. À, Sankhara chia theo chủ cách số nhiều đó, nó cũng có cái hình thức là ra. À, nhưng mà ở cái câu này nè thì Sankhara ở đây đó là chia theo cách thứ năm. À, cách thứ năm là xuất xứ là từ nơi cái Sankhara, từ nơi cái Sankhara này. À, Sankhara mình dịch đó là hành hay là pháp hữu vi. À, thì ở đây cái câu này cho dễ hiểu mình dịch là pháp vi. Sankhara, à, pháp hữu vi. À, từ thứ hai Sasata là Sasata là Sasata chia theo chủ cách số nhiều, thành ra nó có cái thức là A. Sasata là thường, thường hay là thường còn. À, như là Sasata Đức Thí đó là thường kiến. À, từ cuối cùng Nát Thí là động từ, chúng ta cũng đã lấy nghĩa rồi. Bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên Nát Thí, à, chúng ta đã lấy nghĩa ở trên. Đây, Bút Năng là Bút Thá, à, chia theo cách thứ sáu có nhiều, à, thành ra nó có cái hình thức là A Năng. Xin lỗi quý vị, ở đây đó chúng ta chia theo cách thứ tư ha, cách thứ tư số nhiều là đối với chư Phật. Nếu mà mình chia theo cách thứ sáu cũng được ha, xin thưa quý vị ha, cái cách thứ tư với thứ sáu nó giống nhau. Thứ tư thì mình dịch theo thứ tư, mà thứ sáu thì mình dịch theo thứ sáu. Từ cuối cùng in chí tăng là in chí tá. À, đây là một cái quá khứ phân từ của động từ in chá tí. In chá tí có nghĩa là lung lay hay là rung động. À, thì ở đây quá khứ phân từ đóng vai trò là danh từ. À, thành ra mình dịch đó là sự rung động. À, sự lung lay hay là sự dao động. À, bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Thì bà con chúng ta lướt vô ra thấy mỗi mỗi câu đó ha, đều có cái động từ nát thí hết. À, như vậy thì cái câu kệ này có bốn đoạn là bốn câu. Đoạn thứ nhất là một câu. Mình lấy cái động từ mình dịch trước. Nách thí là không có. Phá đăng dấu vết. AKC
trong hư không, không có dấu vết hay là không có dấu tích ở trong hư không. Đoạn thứ hai, nách thí không có Samano, Samon, Bahire ở bên ngoài. Thì bên ngoài này mình hiểu đó là bên ngoài bát chánh đạo hay là bên ngoài bát thánh đạo. Mà mình hiểu rộng đó ha, là bên ngoài lời dạy của Đức Phật. À, không có sa môn ở bên ngoài. Rồi cái mình đóng mặt, mở mặt. À, giáo pháp của Đức Phật. Đoạn thứ ba, nách thí không có sasta, sự thường còn, sankhara, nơi pháp hữu vi. Thứ tư, nách thí không có in chi tăng, sự dao động hay là sự lung lay, bút tha năng đối với chư Phật. Còn nếu mà mình dịch chữ bút tha năng này là cách thứ sáu đó, thì mình dịch là bút tha năng in chi tăng là sự dao động của chư Phật, nách thí là không có. Đó, mình dịch đảo ngữ ha, dịch kiểu sao cũng được. Rồi sư đọc vậy cô viết kịp không cô Như Pháp ơi? Mỗi một đoạn một câu mình lấy cái động từ mình trước, không có dấu vết hay là dấu tích trong hư không, một câu nè. Câu thứ hai, không có sa môn ở bên ngoài, mở ngoặc đóng ngoặc, giáo pháp của Đức Phật. Ba, không có sự thường còn nơi pháp hữu vi. Câu thứ tư, không có sự dao động đối với chư Phật. Rồi, kính tri ân cô kính tri ân cô tu nữ Như Pháp đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 255. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dưa, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang sama sambutho phakawa buthang phakawantang ngapi wademi swakato phakawata thammo thammang masami supati pano phakawato sawaka sangko sangkang namami namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý cung đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rung Pháp Cú Kinh. Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Kính bạch chư Tăng, kính thưa bà con, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 255. Câu kệ này cùng với một câu kệ nữa là câu kệ 254. Hai câu kệ này nằm trong phẩm Ma La Quát Cá và đây là hai câu kệ cuối. Hai câu kệ cuối ở trong phẩm Ma La Quát Cá. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự.
Dạ rồi, chúng tôi mới tăng volume lên. Hai câu kệ này có cùng một duyên sự, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại rừng Sala ở xứ Kusinara. Hai cái câu kệ này Ngài thuyết đó, là lúc mà Ngài chuẩn bị Niết Bàn. Và cái duyên sự này đó là đề cập đến ông du sĩ tên là Suphaddha. Suphaddha này đó, mà mình đọc theo tiếng Việt đó, Suphaddha, thì lúc đó, đó là cái tên con gái của ông Cấp Cô Độc. Còn mà mình đọc theo đoạn âm đó, Suphaddha, thì đây mới là cái tên của ông du sĩ. Rồi Suphaddha này nè, cũng là cái tên của một vị tỳ kheo khác nữa. Vị tỳ kheo tên là Suphaddha này nè, là nằm trong cái nhóm đệ tử của trưởng lão Kassapa. Đó là khi mà nghe người ta nói Đức Thế Tôn viên tịch rồi đó, cái vị tỳ kheo tên là Suphaddha này nè mới nói rằng đó là hồi đó giờ còn có Đức Thế Tôn đó, thì là Ngài la như thế này rồi rầy như thế kia, bây giờ Đức Thế Tôn Ngài tịch rồi thì là mình được tự do, mình muốn làm gì đó mình làm. Thì nương theo cái tư tưởng ý kiến này nè, thành ra sau đó đó là tôn giả hay là Ngài Ma Kassapa đó mới triệu tập chư tăng kết tập Tam Tạng lần thứ nhất. Cho nên cái tên Suphaddha này đó, chúng ta nhớ ha, có hai người, một là tên của ông vị tỳ kheo, hai là tên của cái vị du sĩ này. Thì cái vị du sĩ này đó, đến cái lúc mà Đức Thế Tôn này chuẩn bị viên tịch rồi đó, thì lúc đó đó ông mới chợt nhớ, ông nói đó, mình có mấy cái thắc mắc ở trong đầu, nhưng mà hồi đó đó cái ông Sa Môn Bồ Đàm ông còn trẻ quá thì là không có biết ông có đủ khả năng năng lực để giải đáp cho mình hay không. Bây giờ đó ông lớn tuổi rồi nè, thì thành ra đó là mình nên đi hỏi. Thì xin thưa quý vị đó, sở dĩ đó mà ông để đến già rồi đó thì ông mới đi gặp Đức Phật để nêu lên những cái thắc mắc của mình, qua đó đó Đức Thế Tôn Ngài chỉ điểm cho, để từ đó mà có thể cải chánh tri kiến, có thể được giác ngộ giải thoát. Sở dĩ vậy đó là cũng do cái tiền nghiệp quá khứ. Đó là có một cái kiếp nọ, ổng với người anh của mình, người em trai, dạ người em trai của mình, hai người đó có ruộng lúa rất là phì nhiêu. Thì cái người em đó là có tịnh tính đối với Tam Bảo rất là mạnh liệt, rất là mạnh liệt, và cũng tin về cái nhân quả nghiệp báo rất là sâu sắc. Cái thành ra đó là có cái gì đầu mùa ha, có cái gì ngon ngon cái đó là đem cúng liền. Rồi mà làm rất thiện sự nào đó thì là cũng làm liền, chứ không có chần chờ, không có hẹn rày hẹn mai. Và vì vậy đó, cái thành ra đó là người em đó hưởng được cái quả báo một cách nhanh chóng. Riêng người em đó, xin lỗi, riêng người anh đó thì cứ chần chờ rồi do dự, trì hoãn mãi. Đầu mùa đó thì thôi để tới giữa mùa cúng. Giữa mùa cái nó thôi để tới cuối mùa cúng cũng được, cũng chả sao đâu đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, mặc dù đó là lần lựa vậy ha, nhưng mà cũng có cúng,
thì cũng có cúng, cũng có làm phước, cũng có tạo các cái công đức thiện sự. Cho dầu đó các cái công đức thiện sự đó nó có lần lựa, có hẹn rảnh mai, nhưng mà cũng có làm. Có làm thì thành ra đó là mới có được kết quả. Kết quả đó đó, dù chỗ trễ đó cũng còn hơn là không có. Đó vì do cái trì quản mãi mãi vậy đó, trì quản đến cuối cùng vậy đó, cái thành ra đó là đến lúc mà Đức Thế Tôn này chuẩn bị viên tịch Niết Bàn đó, thì ông này đó ông mới được cái cơ hội để diện kiến, để tham vấn giáo pháp từ nơi ngài. Thì xin thưa quý vị đó, được diện kiến Đức Thế Tôn thì đây là một cái quả phước đó. Nhưng mà cái quả phước này nó trổ đến cho ông này hơi trễ. Thì khi mà ông đến gặp Đức Thế Tôn đó, thì lúc này ngài chuẩn bị viên tịch Niết Bàn rồi, yếu rồi, thành ra đó là những cái người mà người ta đứng gần gần đó, đó cụ thể là tôn giả Ananda này, thấy vậy cái sợ Đức Thế Tôn mệt cho nên không cho ông ta vào. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói để cho ông ta vào đi. Thì lúc đó tôn giả Ananda mới cho ông ta vào. Thì ông ta vào ngồi sát kế bên Đức Thế Tôn đó. Ông ấy ông mới nêu lên những cái thắc mắc. Nhưng mà ở trong duyên sự đó thì nói ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà còn mình hiểu đó, xin thưa với quý vị là thời xưa đó thì thường đó người ta không có nêu lên những cái thắc mắc ngắn gọn đâu, mà phải trải qua cái sự tranh luận với nhau. Thời kỳ đó, đó chúng ta hiểu ngoài Phật giáo ra còn có rất là nhiều các cái tôn giáo lớn khác, và vì vậy đó mà cái hệ tư tưởng đó rất là phát triển. Từ cái chỗ các cái hệ tư tưởng phát triển vậy đó thì thành ra sẽ có những cái thắc mắc liên quan đến là vũ trụ quan, nhân sinh quan nè, rồi liên quan đến đó là đạo giải thoát. Ta tranh luận với nhau rất là gay gắt, chứ không có phải là chỉ nói một vài ba câu. Nhưng mà ở đây đó, ở trong chú giải này thì đề cập đó là ông hỏi có ba câu thôi, thì mình phải hiểu vậy ha, là ông cũng thắc mắc rồi vặn vẹo chứ không phải là đơn giản. Ông hỏi thưa Sambon Gotama, trên hư không đó có dấu vết gì không? Ngoài Phật giáo đó có Sambon hay không? Pháp Vũ Vi đó có thường còn hay không? Đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới chỉ rõ những cái vật ấy ha, là không không thật có. Xong cái ngài mới dạy lên hai câu kệ. Nhưng một cái đoạn kinh khác thì nói rằng ha, ông ta nêu lên rất là nhiều cái thắc mắc vậy, thì Đức Thế Tôn ngài nói đó là thôi ha, không cần phải nêu chi đâu, đến đây Như Lai thuyết pháp cho nghe. Và ngài thuyết cái câu kệ mà hôm nay chúng ta học câu sau đó, hôm trước chúng ta đã học câu trước rồi đó. Đó thì sau khi mà ngài thuyết dứt hai cái câu kệ này đó, thì ông du sĩ đó, đó ông chứng đắc được đến đạo quả A-na-hàm hay sao vậy. Và rồi sau đó ông mới xin xuất gia, thì ông xem như đó là người đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Và dĩ nhiên ngoài ông du sĩ đó chứng đắc đạo quả A-na-hàm ra đó, thì kỳ dư là thính chúng như là vua quan rồi thiện nam tín nữ xung quanh đó nè, rồi là chư thiên, họ cũng được ân triêm pháp nhũ rất là nhiều. Câu kệ hôm nay chúng ta học Đức Thế Tôn này thuyết Akase Vapadang Natthi Samano Natthi Bahi Re Sankhara Sasata Natthi Natthi Buddha Nang Inchitang. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: hư không, không dấu vết, ngoài đây không sa môn,
các hành không thường trú, chư Phật không dao động. Còn Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch là hư không chẳng có vết chân, bên ngoài chẳng có xuất trần sa môn, các hành chẳng phải trường tồn, Phật không dao động đâu còn hữu vi. Rồi có cái bản dịch văn xuôi của chúng tôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu từ ngữ Bali mà Đức Thế Tôn này dạy ở trong cái câu kệ này. Chúng ta hiểu về cái ngôn ngữ Bali của cái câu kệ này. Rồi nương theo duyên sự là những cái gợi mở để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ. Bây giờ chúng tôi với quý vị chúng ta cùng nhau mổ xẻ ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Bali 255 này. Chúng ta hiểu càng rộng càng sâu sắc chừng nào thì chúng ta ứng dụng vào trong đời sống của mình càng dễ dàng nhiều chừng đó. Có ứng dụng thì chúng ta sẽ có được kết quả. Có ứng dụng lời dạy của Đức Phật mà lời dạy của Đức Phật đó là hướng đến đoạn trừ tất cả các cái khổ đau. Thành ra đó là mình có ứng dụng lời dạy của Đức Thế Tôn vào trong đời sống thì ít nhiều gì cái nỗi khổ niềm đau của mình nó cũng sẽ vơi đi. Không có vơi nhiều thì cũng vơi ít thôi, xin thưa quý vị ha. Còn nếu mà mình không có ứng dụng thì dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau nó sẽ không có vơi rồi. Là vì có hành hay là có làm thì mới có kết quả. Còn mà mình không hành, mình không làm đó mà đòi hỏi có kết quả thì là hơi phi lý, hơi vô lý. Vậy cái câu kệ này đó ẩn chứa ý nghĩa như thế nào? Khi nãy chúng tôi chiết nghĩa từ vận nói rằng câu kệ này có bốn đoạn và mỗi một đoạn đều có động từ, thì thành ra bốn đoạn là bốn câu. Vậy thì bốn câu đó chính là bốn ý. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng ý một. Đoạn thứ nhất, akase wapadang natthi, là hư không không có dấu vết, hư không không có dấu tích, hư không không có dấu chân. Thì cái này hiểu theo nghe xin thưa quý vị, chúng ta có thể quan sát rồi thấy ra được liền nè. Ở trong hư không nè, mình thấy đó là con chim bay ngang qua nè, máy bay bay ngang qua nè ha. Rồi cái gì đó mình bay ngang qua, con diều vân vân. Thì chúng ta thấy nè, máy bay bay qua một cái là chúng ta đâu có thấy máy bay để lại cái dấu vết gì đâu. Chúng tôi nói vậy bà con có thể là kêu là hỏi ngược lại đó, nói chứ con cũng thỉnh thoảng thấy máy bay quân sự người ta trình diễn đó, nó bay vèo vèo thấy khói đó, thì khói để lại. Xin thưa quý vị đó, dù cho người ta bay trình diễn đó, tạo ra các cái màu đó, rồi các cái màu đó để lại đó, thì chút xíu nó bay hết à. Mình tìm ra đâu, mình tìm ra đâu. Thì nghĩa đen đó mình hiểu là vậy, nhưng mà rồi nghĩa bóng là gì à? Nhưng mà một con thiên nga nó bay ngang qua này ha, thì mình có thấy được cái hướng bay của nó không? Mình có thấy nó để lại cái vết gì không? Không. Dạ không có. Như vậy có nghĩa đó ha, là với một người đó mà kêu là tu tập ha, hoặc là thực hành tu tập này, hoặc thực hành viên mãn để nội tâm của người đó không còn bất kỳ một cái vết dơ nào, một vết dơ cấu quế nào. Xin thưa quý vị, chúng ta đang học cái phẩm gọi là Malawaka, là phẩm cấu quế. Thì thành ra đó là một người tu tập hành trì, người đó có thể là tại gia hoặc là xuất gia, mà nội tâm không còn bất kỳ một cái vết dơ cấu quế nào, thì sở hành của người đó đó sẽ không có để lại bất kỳ một cái khuyết điểm nào. Sở hành hành vi lối sống của người đó đó là sáng trong, là rực sáng như vàng ròng vậy đó. Không ai đó mà có thể chê được. Vì rằng
qua cái sở hành hành vi lối sống của người đó, hay là qua thân hành khẩu hành ý hành của người đó đó, không ai tìm ra được bất kỳ một cái khuyết điểm nào, một cái sơ hở nào, một cái lỗi lầm nào. Yeah, một cái lỗi lầm nào. Thành ra AKC ở đây đó mình hiểu nè là gọi là không còn ha, sạch sành sanh các cái cấu quê, các cái cấu quê bận nhờ. Thứ hai nữa đó là với người mà không còn bất kỳ một cái cấu quế bận nhơ nào vậy đó, thì sau khi thân gọi mạng chung đó, sau khi thân gọi mạng chung đó là sẽ vô dư y niết bàn, đó trống rỗng không còn cái chi cả, giống như hư không vậy đó. Thành ra đó là không có để lại bất kỳ một cái dấu tích, một cái dấu vết nào gọi là luân hồi tử sanh nữa cả. Giống như có một cái câu chuyện là cái ông thầy bói mà ông đi gõ các cái đầu lâu đó để tìm sinh y sinh thú của chúng sinh đó. Thì Đức Thế Tôn lại đưa ra ba cái đầu lâu. Ở trong đó đó một cái đầu lâu đó là thú, một cái đầu lâu là người phàm, và một cái đầu lâu đó là cái đầu lâu mình hiểu là cái sọ đó xin thưa gì của một bậc thánh lậu tận. Thì ông gõ cái đầu lâu của ông gõ cái đầu lâu của một người phàm đó, thì ông biết được, ông thấy được cái sanh thú và sanh y của hai chúng sinh đó. Nhưng mà đến ông gõ cái đầu lâu của cái vị thánh lậu tận đó, đó thì ông không có thấy, ông biết. Thì vì rằng đó với một vị thánh lậu tận, tức là người không còn bất kỳ một cái cấu quế bận nhơ nào nữa, thì sau khi đó vô dư ý niết bàn sẽ không còn bất kỳ một cái dấu tích, dấu vết luân hồi nào nữa cả. Từ chỗ đó đó ha, dầu cho cái ông thầy bói đó ha, hoặc là một ai đó đó có thiên nhãn thông nè, túc mạng thông, thì cũng không có tìm ra, không có thấy ra được cái dấu tích, dấu vết. Ý nghĩa thứ nhất là như vậy. Nhưng mà để ha trở thành cái bậc thánh lậu tận vậy đó thì xin thưa quý vị, liên quan tới ý thứ hai, câu thứ hai Samano Nathi Bahire, không có sa môn ở bên ngoài. Không có sa môn ngoài đây mình hiểu là gì, là không có cái người mà sạch sành sanh, không có tấu quế bẩn nhơ vậy đó ha, không có cái bậc thánh lậu tận vậy đó ở bên ngoài. Thì bên ngoài đây là bên ngoài nào? Nói gọn đó là bên ngoài bát thánh đạo. Còn mà nói rộng đó là bên ngoài lời dạy của bậc chánh đẳng giác. Tức là lời dạy của Đức Phật Gotama đó. Đức Phật Gotama đó. Thì tại làm sao đó ha, ở trong lời dạy của Đức Phật Gotama hoặc là ở trong bát thánh đạo đó thì mới có sa môn, mới có người hoàn toàn không còn bất kỳ một cái cấu quế bận nhơ nào, mới có đó là cái người mà sau khi vô dư niết bàn không có để lại bất kỳ một cái dấu tích, dấu vết nào cả. Thì xin thưa quý vị đó, là vì đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác đó được gọi là gì ạ? Kao sa hoặc ca sang khố, đó là chúng thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, đệ tử của Phật đó. Mà để trở thành ha chúng thanh văn đệ tử của Đức Phật đó đó thì phải là Supatipanno, Nyayapatipanno, Supatipanno, Ucchupatipanno, Nyayapatipanno, Samicchupatipanno. Đó mà bốn ha, bốn cái đặc tính này nè thì mình hiểu là người tập không, mình nói cho nó rộng cho nó đúng ha, là phải là người đang tu tập bát thánh đạo và người đã tu tập thành mãn bát thánh đạo. Thì người đã tu tập thành mãn bát thánh đạo đó đó
thì mới trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Còn người mà đang tu tập bát thánh đạo đó đó, thì người đó đó sắp hoặc là chuẩn bị trở thành đệ nhất sa môn. Dạ, đệ nhất sa môn. Thì thành thử ra đó, ai mà tu tập bát thánh đạo đó, đó thì mới trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn được. Mới trở thành đó là người không còn bất kỳ một câu quế bận nhơ nào nữa cả. Mới trở thành người đó là sau khi viên tịch niết bàn đó, không có để lại bất kỳ một cái dấu tích, dấu vết nào nữa cả. Chứ còn mà ai không có tu theo bát thánh đạo đó thì xin thưa quý vị đó, câu quế bận nhơ đó cũng vẫn còn. Dạ, cấu quế bận nhơ vẫn còn. Mà cấu quế bận nhơ vẫn còn thì lúc đó chưa trở thành là đệ nhất sa môn, đệ nhị, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn được. Dạ, đệ tứ sa môn được. Dạ. Thì ở đây mình hiểu ha, gọn là như vậy đó. Dạ. Là ai ha mà đang tu tập bát thánh đạo nè, đó thì người đó đó có thể trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn được. Ai đã tu tập thành mãn bát thánh đạo đó thì người đó đã trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Mà bát thánh đạo này đó thì là do ai giải? Xin thưa, do bậc chánh đẳng chánh giác giải. Ngoài bậc chánh đẳng chánh giác ra, không ai có thể tuyên bố nè, tuyên thuyết nè, tuyên dương về con đường bát thánh đạo này cả. Ở trong cái bài kinh chuyển luân, xin thưa quý vị, chuyển luân bài kinh Tham Ma Chắc Tập Quát Tà Na, chuyển pháp luân thì trong đó có cái đoạn vậy. Là chư thiên họ khởi lên cái cảm thán là không có không có một vị phạm thiên ha, ma vương này ha, rồi không có một ai ở trên cái cuộc đời này đó mà có thể tuyên bố nè, tuyên thuyết về bốn chân lý này cả. Bốn chân lý ở đây đó mình hiểu đó là gì ạ? Là khổ đế nè, diệt đế nè, khổ đế nè, tập đế nè, diệt đế nè, đạo đế nè. Bốn chân lý này chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới tuyên bố tuyên thuyết thôi. Ngoài ra đó không có ai tuyên bố tuyên thuyết được cả. Không ai tuyên bố tuyên thuyết được cả. Và chính vì vậy đó, người mà tu theo con đường bát thánh đạo này đó, đó thì mới được gọi là Phật Gạo Qua Tô Sa hoặc là Sáng Khố, là đệ tử của Đức Thế Tôn hay là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Đó thì đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác thì mới được gọi là Sa Môn. Thì bà con chúng hiểu bát thánh đạo là gì rồi ha. Thì bát thánh đạo này nè ha, mà cái tính ứng dụng đó thì là sao ạ? Là mình ai cũng vậy ha, mình đều có tạo nghiệp. Thì tạo nghiệp ở đây đó là có ba cửa, cửa thân, cửa khẩu và cửa ý. Mình nói gọn ra là thân hành, khẩu hành, ý hành. Thì thân hành, khẩu hành này nè được thực hiện dựa trên cơ sở của nhân quả nghiệp báo. Đó là khi đó mình có tu tuệ đó. Rồi nè, thân hành, khẩu hành, ý hành này nè, khi thực hành đó dựa trên cơ sở là sát trừ hay là ngăn trừ. Sát trừ hay là ngăn trừ ở đây là sao? Là thân hành, khẩu hành, ý hành khi được thực hiện thì phải là dè chừng thận trọng, ngăn ngừa đối với tham lam, sân hận, si mê, hay là nói rộng ra là đối với ác bất thiện pháp. Ác bất thiện pháp thì khi đó là mình có tu
ba ngăn trừ phần. À, rồi à, thân hành, khẩu hành, ý hành à, khi thực hiện đó à, là có cái sự nỗ lực à, có cái nghị lực vươn lên để vượt qua à, những cái cám dỗ à, vượt qua à, những cái à, ràng buộc hay cột trói của các cái phiền não à, và giữ vững cái tâm kiên định vậy à, thì khi đó đó là mình có tu tập định phân à, có tu tập định phân à, ứng dụng của Bát Thánh Đạo đơn giản vậy đó, xin thưa. À, thì có tu tập Bát Thánh Đạo vậy đó ha, thì à, có tu là có kết quả, có làm có kết quả mà. Thành ra có tu vậy đó thì à, mình à, cứ hôm nay à, à, kiếp này tu mớ ha, kiếp sau tu mớ vậy riết đó, kiếp đầy mớ thì là lúc đó mình sẽ trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn à, trở thành sa môn à, là phải tu tập từ từ vậy đó à, và à, cái phương pháp cách thức tu tập đó đó à, chỉ có nơi bậc chánh đẳng chánh giác thôi à, bây giờ này ha, mình không được gặp bậc chánh đẳng chánh giác à, nhưng mà mình còn có cái cơ duyên được học à, phương pháp cách thức giảng dạy của ngài. Bây giờ nếu mà mình không học mà mình muốn tu đó sư thú gì à, thì mình sẽ không có tạo ra được một cái thường cận hay là một cái thói quen à, mà không có thường cận thói quen vậy đó thì là đời sau kiếp khác nữa. À, mình sanh ra mà giả sử như ha, có gặp Phật Di Lạc luôn đó, thì lúc đó Phật Di Lạc ngày giảng dạy về Bát Thánh Đạo này nè, thì giữa mình với Bát Thánh Đạo thì xin thưa quý vị xa lạ yeah, xa lạ đó à, lúc đó mình phải tập lại từ đầu đó yeah, tập lại từ đầu đó à, thì tập lại từ đầu vậy đó thì dĩ nhiên nó phải khó hơn là mình đã có biết rồi, bây giờ mình chỉ cần bổ túc chút thôi. Đó là một ha. Thứ hai nữa đó à, bây giờ đó ha, mình còn có cái cơ duyên được gặp giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác này ha, đó, nhưng mà mình không có quý kính à, mình không học, mình không thực hành theo đó, mà mình cứ mong chờ đó là à, gặp Phật Di Lạc thôi. Như vậy đó ha, thì là ẩn chứa ở trong đó cái nghĩa đó là mình chê cái giáo pháp của Đức Phật hiện tại này. À, mình cho rằng đó, giáo pháp của Phật Di Lạc đó thì ok hơn à, và vì do ha, có cái ý đó là à, không có quý, không có kính vậy đó, thành ra thì sư thú gì cũng à, rất là khó à, để cho mình nên quen với Bát Thánh Đạo của các cái vị Phật tương lai à, mình quý cái gì, mình kính cái gì à, mình nâng niu cái gì thì mình mới có à, có thể có được cái đó. À, chứ còn mà mình thất hủi à, mình chê bai đó à, thì khó để mà mình có được cái đó. Đến câu thứ ba, Sankhara Sattva Nathi à, là không có sự thường còn thường hằng từ nơi pháp hữu vi à, mà pháp hữu vi là sao xin thú vậy? Hữu vi ha, mình định nghĩa gọn ha, có sanh ra, có diệt mất, thì đó được gọi là hữu vi. À, có nhân sanh, có nhân diệt, à, thì cái đó được gọi là pháp hữu vi. À, pháp hữu vi này đó mình học ha, thì pháp hữu vi này đó ha, được liệt kê hay là được thể hiện qua này ha, quẩn nè, xứ nè, giới nè, đệ. Pháp phú vi này đó là năm quẩn này được gọi là pháp phú vi nè. Xứ là 12 xứ, 12 xứ này được gọi là pháp phú vi, hay là pháp phú vi là 12 xứ. Giới 18 giới. Đó là 18 giới là pháp phú vi, hay là pháp phú vi là 18 giới. Đế, 4 đế đó là pháp phú vi. À, phú vi là 4 đế. À, nhưng mà xin thưa quý vị, ở trong 4 đế đó ha, mình phải trừ rằng đế là diệt đế.
Ba đế còn lại đó mới là pháp hữu vi, còn diệt đế đó thuộc về vô vi. Dạ, thuộc về vô vi. À thì bây giờ chúng ta mới nói với nhau đó là năm uẩn thôi. Năm uẩn đó để mình dễ nhận dễ biết. Năm uẩn đó là con người của mình đây nè. Đó, rồi như là con gà, con vịt, con heo, con dê, con bò, con chó đó. Đó, năm uẩn là vậy. Thì năm uẩn mình nói gọn đó, hay là con người của mình nè, mà mình nói rỗng đó là cả thế giới bao la vô cùng tận này. Và cả thế giới bao la vô cùng tận này, bà con chúng ta mà phân tích như thế nào đi nữa thì cũng không có chạy ra ngoài được năm uẩn, cũng không thể nào chạy ra ngoài được 12 xứ, cũng không thể nào chạy ra ngoài được 18 giới, cũng không thể nào chạy ra ngoài được bốn đề. Mà mình thấy nè ha, năm uẩn mình đấy sinh thú gì có thường không? Đó, bây giờ mình mới nhắm nhìn đó, mình thấy có thường mà đâu có thường đâu. Ngày nào em bé còn con, bây giờ em đã lớn khôn thế này nữa, năm nay em 52 rồi nữa. Quý vị thấy nó đâu có thường đâu ha, nó cứ biến đổi, nó thay đổi từng ngày ha, từng giờ đó, từng phút ha, từng giây. Mà theo Phật pháp đó là đối với cái thân mình ha, là nó thay đổi từng sát na. Và nó có cái sự thay đổi vậy đó thì là làm sao mà có được cái sự trường tồn, sự vĩnh hằng. Vũ trụ bao la vô cùng tận này ha, mình cứ tưởng ha, như là cái mặt trời đó thì là nó cứ tồn tại mãi, nó không có hư. Mặt trăng nó tồn tại mãi, nó không có hư. Quả đất này tồn tại mãi, không có hư. Nhưng mà xin thưa quý vị, khoa học đó họ chứng minh cũng có thời gian. Mặt trời sẽ hư, có thời gian mặt trăng sẽ hư, có thời gian quả đất này sẽ hư. Thì hư á, là xin thưa quý vị, hư đó đó là biến hoại đổi thay, mà biến hoại đổi thay này nó tùy thuộc vào cái bản chất của cái sự vật đó. Cái biến hoại đổi thay của cái qua 10 giờ đó thì là có ngày ha, hoa sen đi ha, hoa sen sớm nở tối tàn nữa, thì cái biến hoại đổi thay của hoa sen có ngày đó, cái biến hoại đổi thay của cái có những cái vật dụng, cái tuổi thọ trăm, cái tuổi thọ nó đó là một ngày, thì nó biến hoại đổi thay trong ngày. Có những cái sự vật đó, cái tuổi thọ nó chừng tuần, thì nó biến hoại đổi thay trong tuần. Tuổi thọ nó năm thì nó biến hoại đổi thay trong năm. Tuổi thọ nó 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm thì nó biến hoại đổi thay trong đó. Tuổi thọ của con người mình đó, bình quân bây giờ đó khoảng 74-75 thì nó biến hoại đổi thay trong 74-75 năm. Cái tuổi thọ của, ví dụ ha, cái quả đất, tuổi thọ của quả đất đó là nó khoảng, cái này là mình ước lượng thôi, xin thú vị ha, chứ mình không có biết chắc được. Đó là nó 100 tỷ tỷ năm. Thì cái biến hoại của cái quả đất này là 100 tỷ tỷ năm. 1 vật nó đều có cái bản chất riêng của nó. Và cái bản chất đó đã giúp nó tồn tại ngắn hay là dài. Nhưng mà xin thưa quý vị, dầu ngắn hay là dài thì rồi nó cũng phải mất đi. Khi có sanh ra, tất yếu nó sẽ phải bị mất đi. Và nó sẽ phải bị mất đi. Từ cái chỗ mình thấy các cái sự vật ở trong cuộc đời này nè, mình thấy rằng không có cái chi mà nó tồn tại mãi mãi cả. Mãi mãi cả, cái đó là vật chất. Còn cái phần tinh thần đó, xin thưa quý vị, nó biến hoại đổi thay nó cũng mau nữa. Nó mau nữa. Thì từ cái chỗ đó đó, Đức Thế Tôn ngài dạy ra là pháp vũ vi, nó không có cái sự trường tồn, mà nó vô thường, nó luôn luôn biến hoại đổi thay vậy. Từ cái chỗ biến hoại đổi thay vậy đó, cái mình hiểu rộng ra thêm tí nữa, xin thưa quý vị, dẫn đến khổ. Từ biến hoại đổi thay dẫn đến khổ đó đó, thì nó không có cái chi là cốt lõi cả, nó không có cái chi là ta là của ta cả.
ẩn chứa ở trong đây là tam tướng, tam tướng của vạn pháp. Thấy ra, hiểu ra vậy đó, thì với ai mà thấy được một trong ba tướng thì người đó sẽ thấy được cả ba tướng. Và cứ ai mà thấy được một trong ba tướng thì người đó sẽ trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sám bốn. Chứ để thành tựu được hay để trở thành các cái bậc sa môn thì người đó phải thấy vạn pháp hay là pháp vũ vi là khổ, là vô ngã, giả là vô ngã. Và xin thưa quý vị, từ đầu cho tới giờ ba ý nghĩa này đó, thì ba ý nghĩa này nè là lời dạy của Đức Thế Tôn. Nên đến sang cái câu thứ tư, nắc thi bút thà nàng in chi tăng, là chư Phật không có dao động. Chư Phật không có dao động hay là chư Phật nó không có, chứ in chi tăng này nè ha, có nghĩa là dao động, nhưng mà cũng có nghĩa đó là gì? Dao động rồi là bị lung lay. Dao động lung lay là sao? Lung lay có nghĩa đó là như mình nói, một cộng với một là bằng hai. Nhưng mà rồi đó là gì? Vì do này kia kia nọ nè, như là vì do người ta dùng quy quyền cái người ta áp chế mình ha, hay là vì do người ta trình độ cao hơn mình ha, vân vân. Đó, cái người ta trợn mắt hay là người ta hâm dọa nè, cái mình có khi một cộng một bằng hai, nhưng mà có khi một cộng một đó nó bằng ba. Đó, dao động lung lay là vậy. Thì tại sao có cái sự dao động lung lay? Đó là gì? Xin thưa quý vị, mình còn sợ nè. Cho nên đó là hù cái bắt đầu là gì? Một mình nó thật thái. Hoặc là mình còn thích nè. Như là mình còn thích này kia kia nọ quá. Cái bắt đầu là gì? Người ta nói một cộng một bằng ba đó sư ơi. Cái mình hay vua theo người ta, mình lấy lòng ta đó, mình một cộng một bằng ba. Tức là còn dao động, còn lung lay đó ha, là bởi vì tâm của mình đó còn các cái cấu quế bẩn nhớ đó mà. Chư Phật đó ha, thì ngài chư Phật là những cái người mà không còn bận nhớ cấu quế. Chư Phật là những người hoàn toàn không còn bất kỳ một cái bận nhớ cấu quế nào cả. Và những cái bận nhớ cấu quế này là tự ngài khám phá, ngài thấy ra rồi ngài diệt trừ nó đi. Ngài diệt trừ nó đi bằng một cái phương pháp. Và sau khi ngài biết được cái phương pháp để gột rửa, để tẩy sạch hết các cái cấu quế bận nhơ đó rồi, bây giờ ngài đem ngài giảng dạy lại cho trời và người, giảng dạy lại cho trời và người. Và những cái mà ngài giảng đó là không có thay đổi, ngài nói sao thì nó vẫn là như vậy. Và ngài nói sao thì nó vẫn là như vậy. Phật là người mà có bốn cái pháp gọi là vô sở quy, bốn pháp vô sở quy. Ngài tự nhận ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, thì ngài không có sợ ai bắt bẻ hay là bắt tội cả, vì ngài đúng thật là bậc chánh đẳng chánh giác. Ở trong cái bài kinh Thâm Chắc Cá Bố Quát Tà Nam, ngài nói rằng là khi mà ngài chưa có giác ngộ bốn đế theo ba luân 12 chuyển đó, thì lúc đó ngài chưa có dám tuyên bố với chư thiên ma vương rồi phạm thiên rồi loài người rằng ngài là Samma Sambuddha. Nhưng mà sau khi ngài ngộ ra được, ngài chứng được tứ thánh đế đó theo ba luân 12 chuyển vậy đó, thì lúc đó ngài mới dám dõng dạc tuyên bố với
ma vương phạm thiên chư thiên loài người răng, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài đã thực sự chứng đắc vậy, cho nên ngài tuyên bố là như vậy. Đó là cái vô sở quý thứ nhất. Vô sở quý thứ hai đó, ngài nhận rằng ngài là bậc đã đoạn lậu, không có bất kỳ, không còn dư sót bất kỳ một cái lậu hoặc nào nữa, không còn dư sót bất kỳ một cái cấu quê bận như nào đó. Thì lúc đó ngài không có sợ ai chỉ trích cả, vì sự thật ngài đã không còn lậu hoặc, vì sự thật ngài đã không còn các cái bận dơ cấu quê. Thứ ba là ngài tuyên bố các cái pháp chướng ngại, thì các cái pháp đó đó đúng là chướng ngại, và không có sợ ai phản bác lại cả, vì sự thật ngài biết đó là các cái pháp chướng ngại. Vô sở quý thứ tư là ngài tuyên thuyết hay là ngài thuyết cái pháp hướng thượng, thì cái pháp đó đó chắc chắn phải hướng con người thực hành theo đó được hướng thượng. Và ngài cũng không có sợ có ai đó, đó có thể chỉ trích cho ngài được cả, chỉ trích ngài được cả. Thì đây là cái vô sở quý thứ tư của chư Phật. Chư Phật ngài có bốn cái vô sở quý này nè, cái thành ra là gì? Ngài nói sao thì làm vậy, làm sao nói vậy, ngài nói như thế nào thì nó là như thế đó. Ngài nói rằng sát sanh là bất thiện, sát sanh là bất thiện, không sát sanh là thiện, thì đúng y như vậy. Và trước mặt người ta ngài cũng nói như vậy, sau lưng người ta ngài cũng nói như vậy, một mình ngài cũng nói như vậy. Thì như vậy được gọi là sự không dao động của chư Phật, hay là sự không có lung lay của chư Phật. Và vì do ngài không có cái sự dao động, ngài không có lung lay, ngài có các cái vô sở quý vậy đó, cho nên ngài mới tuyên bố, ngài mới tuyên thuyết ra được bốn chân lý. Dạ, bốn chân lý. Và bốn lý đó đó, những ai tin học mà thực hành theo đó thì mới thấy được tạng pháp đó, mới thấy được những cái gì tồn tại trong cái cuộc đời này đó thì đều biến hóa đổi thay. Từ chỗ biến hóa đổi thay đó đó mới đưa đến khổ đau. Cái biến hóa đổi thay đó đó là nó tùy thuộc vào cái điều kiện, chứ không có do ai sắp xếp sắp đặt cả. Từ cái chỗ thấy được biến hóa đổi thay dẫn đến khổ đau, dẫn đến vô ngã đó đó, cái mới trở thành là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Sau khi trở thành đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn đó, thì bây giờ người này là mới có cái thân hành, sở hành, ý hành sáng trong giống như vàng ròng. Không ai mà có thể tìm ra được một cái lỗi lầm, khuyết điểm nào ở trong cái thân hành, sở hành, ý hành như vàng ròng. Và người này sau khi thân gọi mạng chung không còn để lại bất kỳ một cái dấu tích, dấu vết nào của cái sự luân hồi sinh tử nữa. Đây là những cái hiểu biết của chúng tôi qua câu kệ pháp cú số 255 là như vậy. Xin được chia sẻ đến với room pháp cú kinh chúng ta là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm mạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Mong phước này hộ trì quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo của sự giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo.
cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Mong quan tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của tôi sắp bằng bước đa nữ phá quê nữ xa đa sở thi của quan tư tê. Mong quan tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của tôi sắp bằng hâm ma nữ phá quê nữ xa đa sở thi của quan tư tê. Mong quan tôi sắp bằng mang lăng ra khăn tôi sắp bê đê của tôi sắp bằng sáng khá nữ phá quê nữ xa đa sở thi của quan tư tê. Tất cả anh phú hàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú làm thay, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Minh Mẫn cùng chư Đại Đức Tăng đã bầu rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm hồi hướng. Ya ni wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na ba wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha ma cha na wa ca cha bi ca wo sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa mi ga ma cha ít sa ra sappana puta sukhita pavantu te chala puja ye pi cha anda sampawa samseda cha ta atha vo papatika niya ni kang thamma wa rang ba tiết cha te sappe pi dukkhat sakharantu sankhayam tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc vô hồ qua a tha gia cha